Mãn Thanh có thể tiến vào Trung Nguyên, ngoài nguyên nhân do Lý Tự Thành không chống cự nổi và Ngô Tam Quế đầu hàng quân địch ra, thì cũng không thể không kể tới Bác Kỳ quân với sức chiến đấu mạnh mẽ. Nội bộ Bác Kỳ cũng chia thành những gia tộc khác nhau. Hậu cung Triều Thanh có vô số phi tần, cung nữ đều là những người được tuyển chọn từ những gia tộc này. Chỉ cần có thể liên hôn với hoàng thất thì địa vị của gia tộc đó đương nhiên cũng sẽ được nâng cao. Từ thời hậu Kim, Mãn Thanh có một gia tộc vô cùng hiển hách, có tới 3 người từng làm hoàng hậu, nhưng chỉ một người kết thúc cả hậu, 2 người còn lại đều có kết cục vô cùng bi thảm. Gia tộc này chính là Ô Lạp Na Lạp Thị, do được dịch từ tiếng Mãn nên có lúc được gọi là Ô Lạc Na Lạp Thị. Tuyệt đối đừng nhầm lẫn với Diệp Hách Na Lạp Thị, cho dù chỉ lệch nhau có 2 chữ nhưng lại có sự khác biệt vô cùng to lớn. Mỗi một nữ tử vào cung làm phi, cho dù bản thân có muốn hay không thì ít nhiều đều mang trong mình sứ mệnh làm rạng danh dòng tộc. Vậy, 3 vị hoàng hậu xuất thân từ dòng họ Ô Lạp Na Lạp Thị là những ai? Đầu tiên là Hiếu Liệt Vũ Hoàng hậu, là phi tử thứ 4 của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Tên của bà là A Ba Hợi, nghe có vẻ hơi khó nghe, cũng không có danh tiếng lớn trong lịch sử, nhưng bà có một người con trai không phải hoàng đế mà lại còn hơn cả hoàng đế, chính là Nhiếp Chính Vương Đa Nhĩ Cổn trong thời kỳ của vua Thuận Trị. A Ba Hợi chỉ sống tới 37 tuổi, cuộc đời của bà có thể dùng 2 chữ bi thảm để hình dung. Trước khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích xây dựng nên nhà hậu Kim, Ô Lạp Bộ với ông là kẻ thù số 1. Chiến sự giữa hai bên liên miên không ngừng. Năm 7 tuổi, A Ba Hợi đã mất đi phụ thân, đi theo thúc thúc bố Chiêm Thái sinh sống. Bố Chiêm Thái trong một lần ra trận đã bị Nỗ Nhĩ Cáp Xích bắt sống, cả bộ lạc cũng bị thôn tính. A Ba Hợi khi ấy mới chỉ 12 tuổi, đã bị gả cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích, khi ấy đã ngoài 30. Do sau này có quan hệ mập mờ với Nhị A Ca Đại Thiện nên đã khiến Nỗ Nhĩ Cáp Xích phẫn nộ, từ đó bị ghẻ lạnh. Sau khi Hoàng Thái Cực nắm quyền, A Ba Hợi vì muốn bảo toàn mạng sống cho con trai mà bị ép phải tự sát, tuẫn tán, kết cục khiến người ta phải đau lòng. Thứ hai là Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu, tên cụ thể không rõ, bà được ban hôn cho Ung Chính khi mới 10 tuổi, hơn nữa còn là đích phúc tấn hay còn gọi là chính thất của Ung Chính. Hôn sự này được đích thân Khang Hy sắp xếp. Sau khi kết hôn, cả hai ân ái vô cùng. Sau đó vào năm 16 tuổi đã hạ sinh hoàng tử Hoàng Huy, đây cũng là người con duy nhất của bà. Điều đáng tiếc là Hoàng Huy 8 tuổi đã mất sớm, tuy nhiên tình cảm mà Ung Chính dành cho bà vẫn không hề giảm đi. Ung Chính là người chiến thắng trong cuộc tranh giành hoàng quyền với các hoàng tử khác, thành công ngồi vững trên ngai vàng. Ngay sau khi kế vị, Ung Chính đã sắc phong Ô Lạp Na Lạp Thị làm hoàng hậu, có thể thấy tình yêu mà ông dành cho bà là chân ái. 9 năm sau, Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu lâm bệnh qua đời. Bà ở bên Ung Chính hơn 40 năm, tình cảm vợ chồng nồng thắm, quán xuyến, xử lý mọi việc trong hậu cung đâu ra đó. Ung Chính cũng vô cùng đau lòng vì sự ra đi của bà. Nhìn chung, cuộc đời của Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu vô cùng hạnh phúc, đồng thời cũng có được kết thúc có hậu. Cuối cùng là Thanh Cao Tông kế hoàng hậu. 27 tuổi đã được phong làm quý phi, 30 tuổi với thân phận là hoàng quý phi đã tiếp quản mọi sự vụ lớn nhỏ trong hậu cung. Nhàn phi cả đời đã sinh cho Càn Long 2 người con trai và 1 người con gái, chưa từng để lại quá nhiều sự tích xuất sắc, cũng không có tội lỗi quá lớn nào. Làm hoàng hậu mười mấy năm, sau khi qua đời lại chẳng có nổi một ngôi mộ riêng, chỉ được chôn cạnh một phi tử khác. Điều gì đã khiến Càn Long nhẫn tâm như vậy? Về vấn đề này, trong chính sử không hề tìm thấy đáp án, có lẽ các sử quan Triều Thanh cũng không dám ghi chép. Nhưng theo giả sử, trong một lần đi tuần phía Nam, do bà khuyên Càn Long đừng quá ham mê mỹ sắc, từ đó đã đắc tội với Càn Long, thế nên mới rơi vào kết cục bi thảm như vậy. Vị Thái hậu đoản mệnh nhất nhà Thanh, 15 tuổi sinh hoàng tử, 23 tuổi qua đời khi con trai đăng cơ chưa đầy một năm. Trong hậu cung khốc liệt thời phong kiến cổ đại, các phi tần để có được quyền lực của riêng mình luôn phải dựa vào sự sủng ái của hoàng đế, không thì như người xưa thường nói, mẫu bằng tử quý, tức mẹ vinh hiển nhờ con. Hiếu Khang Chương hoàng hậu, mẹ ruột của Khang Hy đế là một ví dụ điển hình.
Tuy nhiên, dù đã có được quyền lực cao nhất trong hậu cung, nhưng bà lại không may mất sớm, chỉ sau một năm Khang Hy trở thành hoàng đế. Hiếu Khang Chương hoàng hậu họ Đông Giai Thị, có gia cảnh khá tốt và một địa vị nhất định. Họ ban đầu của bà không phải là Đông Giai Thị, mà là Đông Thị. Ông nội của bà là Đông Dưỡng Chân, một thương nhân giàu có góp công lớn trong việc giúp Nỗ Nhĩ Cáp Xích đánh bại nhà Minh. Không chỉ vậy, các con trai của Đông Dưỡng Chân cũng theo Nỗ Nhĩ Cáp Xích chinh chiến khắp nơi. Cả gia tộc họ Đông Giai được coi là một trong những trọng thần lập quốc của nhà Thanh. Mặc dù vậy, gia thế của Đông Giai Thị vẫn thấp kém hơn khá nhiều phi tần khác trong hậu cung, bởi vì bà là người Hán, luôn bị xếp sau những gia tộc của người Mãn Châu hay Mông Cổ. Năm Thuận Trị thứ 10, tức năm 1653, Đông Giai Thị khi đó 13 tuổi nhập cung, giữ danh hiệu Thứ Phi. Tuy nhiên, khi đó người mà Thuận Trị Đế sủng ái nhất lại là Đổng Ngạc Phi. Dù không có địa vị cao nơi hậu cung, nhưng Đông Giai Thị lại may mắn sinh được hoàng tử, đặt tên là Huyền Diệp, chính là Khang Hy Đế sau này. Năm Thuận Trị thứ 18, Thuận Trị Đế băng hà do mắc bệnh đậu mùa. Người nhà Thanh khi đó rất sợ bệnh đậu mùa. Trong khi đó, Huyền Diệp là đứa trẻ từng bị đậu mùa và sống sót thần kỳ, nên cuối cùng được chọn làm người kế vị khi mới 8 tuổi, đổi niên hiệu thành Khang Hy. Sau khi đăng cơ, Khang Hy Đế tôn Đông Giai Thị làm Từ Hòa Hoàng Thái Hậu. Để nâng cao danh vọng của gia tộc bên ngoài, Khang Hy Đế đã sát nhập dòng họ Đông Giai từ Hán quân Chính Lam Kỳ về Mãn Châu Bổn Kỳ, tức Mãn Châu Tương Hoàng Kỳ. Ngoài ra, Khang Hy Đế còn tin tưởng vào những nhân tài xuất thân từ gia tộc bên mẹ đẻ để củng cố quyền lực của mình. Gia tộc Đông Giai nhờ thế ngày càng có tầm ảnh hưởng dưới triều đại nhà Thanh. Tuy nhiên, Đông Giai Thị lại không được may mắn như vậy. Trở thành Thái Hậu còn chưa đầy một năm, Đông Giai Thị đột ngột qua đời do bệnh lạ vào năm Khang Hy thứ 2, tức năm 1663. Đông Giai Thị khi ấy gần 24 tuổi và cũng là vị Thái Hậu đoản mệnh nhất trong lịch sử nhà Thanh. Theo Thanh Thực Lục, Khang Hy Đế đối với cái chết của mẹ vô cùng đau khổ, khiến Thái Hoàng Thái Hậu phải nhiều lần hạ chỉ an ủi. Tháng 5 năm đó, Khang Hy Đế tôn mẹ ruột thụy hiệu là Hiếu Khang Từ Hòa, Trang Ý Cung Huệ, Sùng Thiên Dục Thánh Hoàng Hậu. Về sau, Ung Chính Đế và Càn Long Đế dâng thêm thụy hiệu, do vậy thụy hiệu đầy đủ của Đông Giai Thị là Hiếu Khang Từ Hòa, Trang Ý Cung Huệ, Ôn Mục Đoan Tỉnh, Sùng Văn Dục Thánh Chương Hoàng Hậu, hay thường gọi là Hiếu Khang Chương Hoàng Hậu.